Tóc 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 tám xin nghe. Alo, ở bên mình có con máy nào mà chơi được Liên Minh Huyền Thoại với cả FIFA 4 không nhỉ? Dạ thưa anh, máy em gợi ý cho anh là dòng gaming Dell 7447 ạ. 7447 à? Thế giá cả như nào nhỉ? Dạ thưa anh là 10 củ có lẻ 800 ạ. Thế còn ship sủng như nào? Dạ thưa anh, ship bên em là 100k. Cái gì? Ship tận 100k? Đắt nhày, ai mua? Điên à? Đắt lắm. Còn khác không? Dạ thưa anh, bên em có chiếc Asus N56JN ạ. Cũng chơi được Liên Minh Huyền Thoại, cũng chơi được FIFA 4 anh ạ. Giá cả ship sủng nhau đây. À giá thì để em check nhá. Giá thì à dạ thưa anh, giá thì 12 củ không có lẻ, lại còn free ship anh ạ. Free ship à? Dạ vâng ạ. Thế thì lấy ngay cho tôi một con về đây nhá. Người Việt Nam ấy phải biết tiết kiệm. Máy này nhà anh có chơi được Pikachu không? Ơi, máy này là máy gì vậy? Anh ơi, laptop này có pin không anh? Anh ơi, máy nhà mình đập được rồi không? Anh ơi, máy này xem xét có nét không? Anh ơi, xuống em có bồn cầu. Dạ thưa anh, máy bên em gợi ý cho anh đấy ạ. Ui, máy này là máy gì đây? Đẹp đấy. Dạ thưa anh, máy này là máy Dell M4800. Có giá ở cửa hàng em là 14 củ rưỡi ạ. Cái gì? 14 củ rưỡi á? Máy vừa xấu vừa thô kệch nhầy, đắt nhầy, chả hiểu mua xong về để làm cái gì nữa. Dạ thưa anh, máy này là máy workstation ạ. Máy này thì được tối ưu để làm việc và kiếm tiền. Tuổi thọ có thể kéo dài thêm 4 đến 5 năm nữa anh ạ. Thôi 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 thôi, thôi. Đắt nhầy làm gì có ai mua. Ít ra ấy, 14 củ rưỡi ấy, bỏ tiền ra để mua cái điện thoại này này. Đấy, cái này là con tên là Mimi gì đấy. Nghe gọi tốt, chụp hình đẹp, lướt Facebook tẹt bô. Lại còn tuổi thọ rất là lâu phết đấy. Hình như là phải tầm hơn năm em ạ. Thế thì chắc em cũng phải mua một con mới được anh ạ. Đúng rồi, người Việt Nam ấy là biết đầu tư đúng chỗ. Anh có thể cho em xem con Dell M4800 được không ạ? À đây, vâng, em cảm ơn. Anh cho em xem con nào mà dưới 10 củ mà có cạc đồ họa GTX 1060 đi anh. Con này là cạc qua đồ anh. Thế con máy này giá bao nhiêu anh? Có bớt giá không anh? Máy này bao tiền đấy mày? Dạ thưa anh, đây là chiếc LG Gram với giá 27. Mua.